Hello, xin mến chào tất cả anh em. Một siêu phẩm đẩy TX250. Một con đẩy với cái máy công suất đó là Clandy. Và nó rất là gọn nhẹ anh em nhá. Ok chưa? Với công suất 500W cho một kênh ở trở kháng 8 ohm. Hiện tại em đang đánh cho một cặp loa bắt 320 ở phía trên, như anh em cũng đang nghe thấy. Với 500W thì con đẩy này nó rất phù hợp cho anh em đánh một cặp loa bắt 30. Và cái điều quan trọng, nó mỏng, nó gọn, nó nhẹ và tiếng cho ra rất hay anh em nhá. Class D, ok chưa? Đánh căng tròn tiếng luôn anh em nhá. Tiếng ra thì chắc tiếng, tròn tiếng và cái công suất của nó thì cực kỳ hợp lý cho anh em chơi. Với con TX250, hàng mới về anh em nhá. Chỉ có 2 kênh thôi, nhưng mà anh em phù hợp chơi phòng diện tích nhỏ. Và cái con này hậu sâu nó rất là ngắn anh em nhá. Anh em chơi phòng chung cư ấy thì nó rất là sướng, không có chỗ để, anh em không cần phải thêm súp. Thì anh em đánh một cặp loa bắt 30, một con đẩy, một vang số, một micro nữa thôi là anh em đã được bộ quỳnh rồi, đúng không ạ? Và đây, em cũng có cái quyển catalog của cái con cục đẩy TX250 này cho anh em xem. Chút nữa thì vào nội thất, vì con này là Class D anh em nhá, Class D. Nó rất là mỏng gọn nhẹ. Ở đây thì nó có cả model 2 kênh và model 4 kênh. Thì đây là model 2 kênh em nhá. 500W ở trở kháng 8 ohm. Đây anh em thể thấy 4 ohm là 1000W này. Và cái damping này lớn hơn 1000 này. Ok chưa? Rất là lớn. Độ nhạy rất là cao luôn anh em nhá. Anh em đánh những cái dòng loa rất là sướng luôn. Và tiếp theo là anh em có thể nhìn thấy Class D này. Và tiếp theo nó là 2 kênh này và cái cân nặng này 3,5 kg. Có ấn tượng anh em. Đấy, 3,5 kg. Nó rất là nhẹ. Với 4 kênh thì là 4,5 kg. Và 2 kênh này nó chỉ có 3,5 kg thôi. Tại vì sao? Vì nó sử dụng mạch Class D anh em nhé. Đây là bên trong cái nội thất của nó. Với 2 kênh thì anh em không cần nhiều anh em nhé. Class D thì nó rất là mỏng, rất là gọn và rất là nhẹ. 4 kênh thì nó có thể kéo dài ra hết main này anh em nhé, hết bên main này. Nhưng đây là công suất 2 kênh thôi. Đấy, anh em thể nhìn thấy mỗi một kênh của nó sử dụng đây. Những con MOSFET ở đây thì anh em thể nhìn thấy. Ok chưa? 3,5 kg. Anh em thấy nó nhẹ không ạ? Class D thôi anh em nhé. Anh em bảo là sao nhìn nó nhỏ gọn này, nhưng nó là Class D. Nó sẽ khác hẳn so với mạch Class H sử dụng rất là nhiều sò. Và hoặc là Class AB sử dụng rất là nhiều sò. Với Class D nó chỉ sử dụng những con MOSFET và những cái tụ của nó rất là lớn anh em nhé. Đây, 200V 680mF. Và tụ đây nữa anh em thì nhìn thấy đấy, rất nhiều đấy. Tụ Class D thì nó rất là to, công suất rất khủng. Và những linh kiện của Class D này thì nó rất là xịn anh em nhé. Linh kiện của Class D nó rất là xịn, nó rất là bền bỉ cho anh em chơi đấy. Đánh bao căng cho anh em một cặp loa bát 30 đấy, để cho anh em có thể sử dụng với các phòng karaoke gia đình. Quạt gió đây, hai quạt thôi anh em nhé. Tản nhiệt ra sau. Ok chưa? Tản nhiệt ra sau đấy. Nguồn đây anh em thì nhìn, đây là phần nguồn này. Bên này là phần công suất này. Đấy, hai kênh, mỗi kênh sẽ có một bo tản nhiệt và một cái quạt tản nhiệt thổi ra sau. Ok chưa? Và những con linh kiện IC trong này thì nó không bị xóa số anh em nhé. Ok chưa? Đấy, Class D anh em sợ nhất là xóa số, thì con này thì nó không bị xóa số anh em nhé. Đấy, Class D. Linh kiện nó chất và tiếng chất âm nó rất là hay anh em nhé. Gọi tiếng chất âm rất là hay. Đánh căng cho anh em một cặp 30. Đấy. Nét luôn anh em nhé. Nét nét luôn. Và cái mặt hình thức của nó thì rất là đẹp. Đấy, anh em nhìn thấy TX250 quá đẹp với con đẩy này. Cái mức giá cực kỳ hợp lý cho anh em, 2.500.000 đồng. Thì con này có 3,5 cân thì em bao ship cho anh em anh em nhá. 2.500.000 bên em bao ship toàn quốc cho anh em. Với con đẩy công suất 500W trên một kênh, đánh bao căng cho anh em một cặp loa bát 30. Ok chưa? Anh em có nhu cầu mua hàng hay nhớ liên hệ anh em nhá. Rất khó tìm được những dòng đẩy công suất mà nó rẻ như này, đánh được cho anh em một cặp loa bát 30 với 500W cho một kênh, lại còn mạch Class D nhá. Ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau ạ.